tôi có một đứa bạn, tiêu chí chọn người yêu của nó, ngoài những yếu tố quan trọng liên quan đến tuổi tác, tính tình, ngoại hình, sự nghiệp, thì nó còn thêm một cái khá là dở hơi, đó là viết chữ bự. Những câu đại loại như là chữ viết này vừa nhỏ, vừa san sát, thì chắc tính tình keo 502 lắm đây. Hay là chữ này bay bướm, nghiêng ngả, đá nét bố lượt xua, thì chắc chắn là lăng nhăng và không chung thủy rồi. Ắt rằng là nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua. Vậy thì điều gì đã ẩn chứa đằng sau những nét chữ của mỗi người? Có thật là nét chữ sẽ phản ánh tính cách của người đó, giống như ông bà ta vẫn thường nói, nét chữ là nét người. Về vấn đề nghiên cứu chữ viết thì có một ngành được gọi là bút tích học. Bút tích học được xem là một ngành nghiên cứu những bí ẩn đằng sau nét chữ. Bút tích học nghiên cứu về tất cả các loại chữ viết, từ những ký hiệu như các nét tốc ký của người cổ xưa đến các nét chữ đẹp ở ngày nay. Tất nhiên thì tôi không phải là một nhà bút tích học, nhưng mà tôi lại có một niềm đam mê với việc ngắm nhìn những nét chữ của người khác và suy luận về tính cách của họ, tưởng tượng ra phong thái của họ khi viết những dòng chữ ấy. Là một công việc phải tiếp xúc nhiều với những nét chữ viết tay thì tôi cũng xem như là có được những trải nghiệm yêu thích, có khi là kinh khủng về những loại chữ viết. Và cũng chính vì cái sở thích này, có thể là tôi lạc hậu, thì so sánh giữa một bức thư tình gửi qua mail, lãng mạn ngọt ngào, lay động trái tim qua từng câu chữ, với một bức thư tình đơn sơ mộc mạc, câu từ giản dị, thậm chí là có phần ngô nghê đến buồn cười, miễn là không sai chính tả là được, nhưng mà lại là thư tay, thì xem chừng là tôi khoái thư tay hơn. Khái quát về lịch sử bút tích học thì người ta không thể bỏ qua ông Lavater và những tiểu luận của ông về thuật xem tướng, mà trong đó có đề cập tới những quan điểm về nét chữ. Ở châu Âu, bút tích học tâm lý có mầm mống ngay từ thế kỷ 16. Kể từ đó trở đi thì nó được phát triển rất năng động. Trên thực tế thì nét chữ của con người là bức chân dung tự họa độc đáo về nhân cách của người đó. Ở mỗi người, nó rất cá biệt. Nó cũng giống như là dấu vân tay vậy. Và nó kể về tác giả đó rất là nhiều. Thậm chí là bằng nét chữ, chúng ta còn có thể uốn nắn được một con người luôn. Từ những năm 30 của thế kỷ trước, ở Liên Xô, thì các tài liệu về bút tích học tâm lý đã hoàn toàn bị cấm xuất bản. Thì có lẽ chính quyền sợ người dân qua nét chữ có thể biết được một số tính cách của những người điều hành đất nước. Và mãi đến đầu những năm 90 thì người ta mới nhắc lại đến môn khoa học này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần phân tích chữ viết. Thứ nhất là cách trình bày. Người viết mà có chừa lề, những ý rõ ràng và liên tục, và xuống hàng mỗi lần thay đổi tiêu đề, thì tất cả những điều đó chứng tỏ sự quan tâm và đầu tư của họ dành cho bài viết. Việc trình bày cân xứng, lịch sự trên một trang giấy hay một bì thư là một biểu hiện của mức độ văn minh. Người viết chừa lề rộng bên phải là biểu hiện của ý thức dự phòng cẩn thận, không kết giao vô cớ. Hơn nữa đây cũng là một kiểu người thích yên tĩnh. Người chừa lề rộng hoặc là rất rộng ở bên trái là người vô tư hay là phung phí, và đôi khi là do quan niệm thẩm mỹ. Chữ viết quá thưa là dấu hiệu chứng tỏ sự phung phí, nhưng cũng không phải là biểu hiện của ý muốn tự do hoạt động. Trong trường hợp mà giấy không có dòng kẻ, những dòng, những chữ mà quá khít nhau thì là biểu hiện của sự tiết kiệm, gom nhặt và tích lũy. Chữ viết mà không có sắp xếp thì cho thấy tính cách dễ bị xúc động bất ngờ, vô tâm, không lo xa, thiếu chú trọng đến người khác. Các chữ sắp xếp đều nhau, nhìn tổng thể cân đối, thoáng đãng là biểu hiện của người có tâm trí trong sáng, khách quan, thông minh. Nếu sắp xếp chữ quá lộn xộn, chồng lấn lên nhau thì là người thường có những ý nghĩ không rõ ràng, đôi khi là kết giao lung tung với cả những người không xứng đáng. Thứ hai là về kích cỡ. Chữ viết thông thường thì cao không quá 2,5mm. Nếu chiều cao của chữ chỉ từ 1,5 đến 2mm thì sẽ được coi là chữ nhỏ. Ngoài thân chữ thì chúng ta cần để ý đến nét sổ đứng và những nét ngắn. Chữ viết to là biểu hiện của ý thức về sự quan trọng của bản thân, về địa vị mà người viết muốn có hoặc là tự tạo lập được giữa những người khác. Những người năng động, táo bạo thường có chữ viết lớn hoặc là khá lớn, với những đường nét rắn giỏi, mạnh mẽ. Nếu mà viết to, kết hợp với nét được đè mạnh thì đó là biểu hiện của một người luôn rất quyết tâm mỗi khi hành động. Kích thước nhỏ hẹp sẽ cho thấy sự nhạy cảm, hay suy tư, thích nghiên cứu, tìm tòi. Xét về bề rộng, nếu chữ nở nang, tươi tắn thì đó là dấu hiệu của sự cởi mở, dễ dàng thổ lộ một cách tự nhiên. Và ngược lại, đó là dấu hiệu của sự căng thẳng, nhút nhát, gò bó,
Nếu nét chữ kiểu trải rộng, kiểu rộng rãi ở phần chân chữ của một số người, thì điều đó nói lên tinh thần vui sống, thích sự thông thoáng và phô trương. Nhưng mà đó cũng có thể là dấu hiệu của sự thiếu tế nhị hay ba hoa. Ngược lại, nếu kiểu chữ bị dồn ngắn và ép sát lại, thì đó là biểu hiện của sự thiếu linh hoạt, thiếu tự tin và có phần sợ sệt. Nếu nét chữ mà đi lên quá cao thì chứng tỏ sự phấn khởi bồng bột. Và nếu mà các nét này rất đều nhau thì là biểu hiện của một người thiên về lý tưởng. Còn nếu nét chữ đi xuống quá thấp thì biểu hiện của sự thực dụng, tham lam về vật chất và nhục cảm. Chữ có nhiều đỉnh nhọn, thân chữ nhỏ dần về phía bên phải thì là biểu hiện của óc phán đoán tinh tế, giỏi xã giao và đôi khi là hơi mưu xảo một chút. Và họ cũng là người hay hoài nghi về những thứ xung quanh. Chữ rộng, phồng to thì người này thường có tính cách chất phác hoặc là đôi chút bồng bột. Thứ ba là lực đè khi viết. Dạng chữ là hình dáng của chữ viết, còn nét bút là do sự đè mạnh hay nhẹ lên cây bút và sự xuống mực nhiều hay ít tạo nên. Và trường hợp này thì sẽ không kể đến bút chì nha. Dạng chữ là do ý thức điều khiển, còn nét bút là do thói quen tự nhiên mà có. Nét chữ viết nhẹ tay và đều là biểu hiện của sự uyên thâm, tinh tế về tri thức và tinh tế, dịu dàng về tình cảm. Đặc điểm nét chữ nhẹ tay và đều đặn này cũng đi liền với sự khéo tay. Tuy nhiên, trường hợp mà viết nhẹ tay nhưng mà lại không đều thì lại không tốt. Nó cho thấy chủ nhân của chữ viết này có tính lười biếng, yếu ớt, tinh thần không ổn định, mất thăng bằng về tình cảm. Nét bút to, dày, viết thật mạnh tay, đè mạnh ngòi bút trên giấy là biểu hiện của trạng thái tinh thần nặng nề. Có ý kiến cho rằng nếu người viết đè quá mạnh, thậm chí là còn in hằn đến mặt giấy đằng sau, thì đây là một người rất sâu sắc và thù thì cũng rất là ra nha. Thứ tư là về hình dạng. Chữ đơn giản, đây là kiểu chữ rõ ràng, dễ đọc. Nếu được lược bớt những nét không cần thiết thì chữ vẫn hài hòa, thì đây là biểu hiện của người có lý trí mạnh mẽ, sự hiểu biết khách quan và suy luận, có tính ngăn nắp. Còn nếu mà chữ đơn giản nhưng mà lại không hài hòa thì có thể là biểu hiện của người lãnh đạo, thiếu sức sáng tạo, không có óc thẩm mỹ. Chữ kiểu cách kiểu bay bổng thì thuộc về những người sáng tạo. Chữ có nhiều nét cong, đều, đậm là biểu hiện của những người sống buông thả, đam mê các thú vui. Có thể chính vì vậy mà người viết chữ hoa hòe, bay bổng thì bị đánh giá là người ghét sự gò bó, yêu sáng tạo, thích phiêu lưu và không trung thủy. Chữ viết rắc rối, có nhiều nét thừa, gây vướng mắc là biểu hiện của một người kiểu cách, người quá câu nệ, tỉ mỉ, đa nghi, thường có chữ viết rất rắc rối một cách vô ích và chữ ký của họ cũng vậy. Chữ tròn, có ít hoặc là không có những góc nhọn, các đường nét tròn, khá đơn điệu, thì đây là người có tính thụ động, thiếu cương nghị và luôn tìm con đường dễ dàng, tránh đụng chạm tới những chuyện phiền não. Họ cũng có tính tình khá là dễ thương, hiền lành, dễ thỏa hiệp, rất ngại va chạm. Chữ kiểu in, có thể nói đó là cảm hứng của người viết khi họ viết giống kiểu chữ in, rõ ràng, dễ đọc, ngoài ra thì không có đặc điểm nào cả. Trường hợp này, các nhà bút tích học sẽ xét nhiều ở chữ ký của họ. Cần phải xác định xem liệu có thật sự chỉ có kiểu chữ này hay không. Khi người viết ghi chú riêng cho họ, thì nét chữ sẽ bộc lộ cá tính nhiều hơn. Và nhìn chung thì dạng chữ này là biểu hiện của một người say mê kỹ thuật, có tính tỉ mỉ và minh bạch. Thứ năm là độ nghiêng của chữ. Chữ đứng thẳng, ý nghĩa chung của kiểu chữ này là tính ổn định, cứng cỏi. Đây là kiểu người kín đáo, có phần lạnh lùng, suy lý, chữ nghiêng về bên phải. Chữ quá nghiêng là dấu hiệu thiên về tình cảm, thiếu kiềm chế và quá ham vui. Chữ ngả về bên trái, đối với tuổi mới lớn thì đây được xem là dấu hiệu của những xung đột nội tâm và mặc cảm. Họ đầy mâu thuẫn, đa nghi với những người lớn hơn. Còn đối với những người trưởng thành thì đây là biểu hiện của sự khủng hoảng, là dấu hiệu của tính cách chối từ, hiềm kỵ, tình cảm dồn nén. Nếu người viết lúc nghiêng, lúc lại đứng thì đây là một người hay thay đổi, tính tình phản ứng bất thường tùy theo hoàn cảnh, môi trường và những người xung quanh. Theo tác giả Quang Bạch thì các nhà bút tích học phác họa một cách tổng quát một số đặc điểm như sau. Cách trình bày là cách thích nghi, phương pháp và ý thức tổ chức. Kích cỡ, xác định tư cách, lực đè lên bút, biểu hiện cường độ của cá tính và sự độc đáo của nó. Hình dạng, biểu hiện của trí nhớ, sự chăm chú, ý thức, lý tưởng. Tốc độ, biểu hiện sự phản ứng nhanh trong nội tâm và với ngoại cảnh. Độ nghiêng của chữ, biểu hiện về uy thế, sự nhiệt thành trong hành động. Hướng của dòng chữ, biểu hiện sự dao động về khí sắc và tâm lý. Sự liên tục, biểu hiện sự liên tục của lý luận và hành động, sự ngẫu phát của cảm tính. Các cụ có câu, nét chữ nét người,
chữ xấu thì đồng nghĩa với việc học dốt, cẩu thả, tính cách tệ hại. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy, người có chữ viết càng xấu càng lộn xộn, lại sở hữu trí thông minh đáng ngạc nhiên và tiềm ẩn khả năng thiên tài. Lý do là vì những người thông minh có tốc độ suy nghĩ quá nhanh, khi đó thì tốc độ bàn tay không thể theo kịp trí óc tư duy nhạy bén của họ. Do vậy, chữ viết của họ thường có xu hướng xấu, vô cùng lộn xộn và khó đọc. Các nhà bút tích học tuyên bố rằng họ có thể phán đoán được tính cách của một người qua nét chữ. Có lẽ điều này có một phần là sự thực. Tuy nhiên thì, vì những tuyên bố này không được chứng minh là đúng cho các kiểm chứng khoa học, các nhà khoa học cho rằng điều này chỉ là thứ ngụy khoa học và không đáng tin. Các nhà bút tích học không phải là thầy bói. Vì vậy, họ còn đòi hỏi những thông tin về chủ nhân của nét bút như là tuổi tác, giới tính, ngành học, nghề nghiệp, quốc tịch và những đặc điểm khác như là bất lợi về thị giác, tay bị dị tật. Có nghĩa là họ sẽ không thể nào mà dựa hoàn toàn vào nét chữ không để phán đoán về tính cách của người viết. Tóm lại thì nhìn chữ đoán tính cách là một môn khá lý thú, nhưng mà theo tôi thì ta không nên dùng cách này để tuyển người yêu. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.